À, xin chào tất cả các anh chị. Thì bên Nhân là bên máy may Chí Hải nha. À, bên Nhân nhận lý thâu máy nhà xưởng. Đây, bên Nhân mới vừa thâu những cái lô máy như thế này đây. Đây, bên Nhân sẽ nhận thâu máy và phế liệu ha, cho tất cả ngành may mặc của mình nè, và ngành ba lô túi xách, quần jean. Thì bên Nhân sẽ nhận và thâu mua, giá cả rất là cạnh tranh ngoài thị trường. Thì cứ liên hệ với số điện thoại là 0939 81160 nha, để gặp anh Hải để vào làm việc trực tiếp trên số điện thoại anh Hải nha. Bên Nhân sẽ nhận và thanh lý nhà xưởng đây các bạn. Các anh chị mà mình ở tổ hợp nhà mình á, nếu có máy thì bên Nhân sẽ hỗ trợ thâu cho tất cả các anh chị mình nha, với giá cả hợp lý hợp ngoài thị trường. Bên Nhân và sẽ có đội ngũ kỹ thuật xuống thẩm định máy cho các bạn và làm việc nhanh chóng nha. Đó, các anh chị không, này là hàng phế liệu chai đây. Bên Nhân sẽ lên xe. Các anh chị cứ yên tâm, nếu mà các anh chị mà ở nhà xưởng ở ngoài Bắc hoặc là trong Nam thì bên Nhân cũng sẽ hỗ trợ cho tất cả các anh chị mình, và có nhân viên kỹ thuật ra tới tận nơi của mình và kiểm tra và thẩm định giá cả cho mình. Các anh chị cứ yên tâm, bên Nhân sẽ hỗ trợ thâu máy như thế này đây. Đó. Như những cái máy như là máy chuyên dùng, máy phi bỏ nốt thì bên Nhân sẽ nhận thanh lý hết tất cả các bạn nha, trong lành mấy bạn. Nha, nhận thanh lý phế liệu cho các bạn ha. Đó, máy rất là nhiều luôn, các anh chị cứ yên tâm. Bên Nhân sẽ thanh lý giá cả phù hợp cho các anh chị. Và thanh lý nhà xưởng lên đến vài ngàn con, bên Nhân sẽ cũng nhận nó hỗ trợ cho các bạn hết. Đó. Các anh chị mà nếu mà không tìm thấy được số điện thoại thì Nhân sẽ để dưới phần mô tả. Đây. Rất là nhiều luôn. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Nếu các anh chị mình có nhu cầu thì cứ xin liên hệ với số điện thoại dưới phần mô tả nha. Bên Nhân sẽ nhận thanh lý tất cả máy cho bạn và nhà xưởng luôn ạ. Rồi, xin chào nha.